Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có mặt tại vườn chôm chôm của khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ. Đây là vườn chôm chôm gồm những cây chôm chôm Thái và chôm chôm nhãn đang vào vụ mùa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Một màu chín rất là đẹp này, tươi rói, các bạn thấy không? Nếu như tới đây thì các bạn không thể không ghé tới vườn chôm chôm này. Và đây là một trong những điểm nhấn du lịch sinh thái ở thời điểm chúng tôi tới là vào tháng 7 dương lịch và cũng là gần cuối vụ của mùa chôm chôm. Tuy nhiên vườn chôm chôm vẫn còn rất là sai trái. Những chùm quả, các bạn thấy không? Những chùm quả tuyệt vời quá, đỏ chói. Và tí nữa tôi sẽ thưởng thức những trái chôm chôm này. Mình vẫn thích. Đúng rồi. Mà vô trong đây thì đã làm trong này cảm thấy bình thường. Mà ăn đây thì khỏi không muốn ăn ở chợ đúng không? Tôi không thể cưỡng nổi được các bạn ạ. Tôi phải trèo lên cây này, tôi phải hái những chùm quả chôm chôm mới được. Thật tuyệt vời. Đỏ, ngon. Các bạn thấy không ạ? Wow. Tuyệt vời. Nếu như tới đây các bạn chụp selfie với những tấm ảnh như thế này thì không còn gì bằng nữa. Rất là sai trái các bạn ạ. Và tôi phải hái một trái để thưởng thức mới được các bạn ạ. Wow, tươi không giống như chôm chôm ở chợ, nó còn héo. Chôm chôm này tươi, độ ngọt nước các bạn thấy không? Wow. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy không? Trắng, tươi. Còn mọc thưởng thức những trái cây ở khu du lịch này thì không còn gì bằng. Các bạn biết không, chôm chôm Thái là giống có trái lớn hơn so với chôm chôm nhãn. Trọng lượng thì từ 50 đến 7 gram trên trái, cơm dày, ngọt, mọng nước này, chóc hạt hạt dẹp rất nhỏ, năng suất cao, chất lượng tốt. Đấy. Khi chín thì như các bạn đang thấy đây, dâu trái có màu xanh này, vỏ có màu đỏ này, xen chấm vàng, nhìn rất là hấp dẫn, phải không các bạn? Còn chôm chôm nhãn hay còn gọi là chôm chôm đường, đây mình sẽ cho các bạn xem tận mắt này. Quả thì nhìn nó nhỏ hơn chôm chôm Thái này, to hơn quả nhãn một chút thôi, dâu ngắn hơn chôm chôm Thái, mã thì nhìn không đẹp. Vỏ trái khi chín thì chuyển dần từ màu xanh sang vàng rồi hồng và cuối cùng là đỏ. Chôm chôm nhãn thì có khối lượng nhỏ, chỉ từ 20 đến 30 gram trên trái. Nhưng khi chín thì thịt của quả này thì rất là giòn, ngon, chóc hạt, vị ngọt như đường và có mùi thơm nữa các bạn ạ. Các bạn lưu ý nhé, mùa chôm chôm ở Bình Phước hay tỉnh Nam Bộ như ở Đồng Nai này hay là Bình Dương, Bến Tre ấy, thì thường thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Các bạn nhớ thời điểm này để ghé thăm Bình Phước thưởng thức những trái chôm chôm đỏ mọng trên cành, ngon, giòn, ngọt các bạn nha. Và các bạn cũng đừng quên ghé thăm khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Bình Phước. Đến đây bạn không chỉ thưởng thức chôm chôm mà các bạn còn thưởng thức được nhiều thứ trái cây khác, ví dụ như măng cụt này, thanh long này, là sầu riêng này, vân vân. Và được tham quan nghỉ dưỡng với các trò chơi, các khu vui chơi giải trí ở đây rất là hấp dẫn. Đến đây thì mình xin dừng vlog của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi vlog của mình. Và các bạn đừng quên bấm thích, like, chia sẻ vlog của mình trên kênh Clip 365 trên YouTube các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong các vlog tiếp theo.